Chào em nha, ngày hôm nay thì anh nhặt được rất nhiều linh kiện của đồ chơi này. Có cần xúc này, cần máy múc này. Rồi. Bây giờ thì anh sẽ ráp lại nha. Rồi, các anh xem chú ý xem video của anh nha, anh ráp lại nha. Cái này ráp lại sao ta? À đây rồi, phải gắn lại như thế này. Đó, đó. Đây nữa. Đây. Ráp cái này lại. Rồi, đưa nó vô đây. Xem nào, chi tiết của nó đâu rồi? Đây. Đây, đây. À đây rồi, đây là như này. Như vậy. À đây rồi. Đây. Đó. Đây, em xem video rồi thử gắn nghe anh nhá. Đây nữa. Cái chỗ này phải bắt vít nhá. Đây, các em thấy không? Bắt vít. Đây, đã được một chi tiết là cái cần gầu múc của cái máy múc rồi. Đây. Tiếp theo tới gì đây? Đây. Đây là chỗ bộ phận máy, thân máy nha. Sẽ đưa cái này kiểu gì ta? Đưa kiểu gì ta nhỉ? Coi nào. Đâu rồi? Không lẽ là như vậy? Đây. Như vậy là phải đưa cái này vào đây. Đó. Rồi. Cái này nó phải khớp vào cái chỗ tròn này nha. Đây. Nó phải khớp vào đây này. Đó. 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 Rồi. Rồi, em thấy không này. Đó, đưa lên đưa xuống này. Đây, nó phải khớp vô như vậy nhá. Rồi, sau đó chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ? Đây, hình như chỗ này phải bắt vít nữa này. Đúng rồi. Cái này, à cái này cái đầu xe. Đây, đây rồi. Chỗ này gắn vô như vậy. Đây. Đây nó có cái cần này nhá. Đây chỗ này phải có cái cần đỏ như thế này để gạt lên gạt xuống. Đây nhưng mà sao khó vào quá vậy. À đây rồi, đây rồi. Nó phải khớp với nhau. Rồi bây giờ bắt vít vào trong này nhá. Các em thấy không, trong này có lỗ để bắt vít này. Để anh đưa con vít thôi thế nào. Nhặt được nhiều rồi. Cái các bộ phận của máy múc như thế này ra vào cũng hơi mệt đấy nhá, lâu đấy. Ráp cho chắc lại cho chắc chắn nha. Đây, rồi được rồi. Đây, đã xong cái cần. Không phải cần là cấu tạo như vậy á. Tiếp theo tới cái gì đây? Đây, à, đây không phải. Ủa có phải không? Đây, đây là cái gì đây? Đâu phải đâu. Đâu rồi nhỉ? Đây 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 đây. Đây cái chỗ khớp này phải nối ráp nó lại với nhau nha. Để nó kéo cái cần. Trời ơi khó quá. Đây dạ. Gắn nó vô trong này. Đó phải như vậy nha. Rồi. Đây kéo nào. À, để nó kéo cái cần ở chỗ này chúng ta bắt vít này. Đây này. Đó. Chỉ cái này phải bắt vít chỗ này, thấy lỗ vít đâu. Đó, lỗ vít này. Gắn vít vào đó nha. Rất khó ạ. Thank you.
nặng như vậy là cũng khá chắc chắn rồi nha. Đây, em vào cần của nó đây, đó. Đó. Rồi, bây giờ tiếp tục, tiếp theo nào. Cái này sẽ gắn vào đây, đây. Đâu ta? Như thế nào nhỉ? Hay như thế này? Không phải. Đây, cái này không phải gắn như thế này đâu nha, mà gắn úp nó lại thế này, đây này. Đó. Đó, rồi. Vậy là được cái hộp. Rồi, chúng ta bắn vít nha, có 4 cái lỗ vít này, em thấy không? Rồi, lắp vít vào đó, được nha. Rồi, đưa vít. Vô bắt. Giữ thật chắc lại nhé. Đây nữa này. Bố con tim này phải bắt thật chắc nha, chứ không nó bị rơi ra mất ạ. Rồi. Đây, em thấy không? Đây, đã xong cái hộp bên trên của cái máy múc nha. Tiếp theo tới bước nào đây? Đây. Cái này sẽ gắn với cái bánh xích ở bên dưới. Dàn máy bên dưới nha, gắn lại này. Đó, em thấy không? Đó, bây giờ chỗ này sẽ có một chỗ để bắt vít, thì chúng ta phải bắt vít lại nha, đây này. Lô vít này thấy không? Để xem nào, con vít nào phù hợp vào. Con vít này chắc sẽ rất là dài đây. Sẽ thật chặt lại anh em, chứ không ai chơi một thời gian nó sẽ bị tung ra hết, là sẽ bị hư đấy. Rồi, chắc rồi. Ừ, đây, xoay. Rồi, bây giờ sẽ đến cái bước đầu của cái xe ô tô chở máy xúc này nhá. Đây, đây là phần đầu này. Đây, anh sẽ đưa phần đầu vô. Đây rồi. Đây nha, còn hay khớp ở trước này. Đó, đưa nó vào đây. Đó, em thấy không? Rồi, trên này là sẽ bắn vít nhá. Xoay ra rồi chúng ta bắn vít vào đây. Hai con vít vào đây. Xếp thật chặt lại nha. Rồi. Đó, em thấy không? Cơ bản là đã hoàn thành cái xe múc rồi nha. Bây giờ sẽ gắn bánh xe. Xe này là xe bánh lốp nha, bánh hơi. Đây, những chỗ này là để gắn bánh xe này. Đó, sắp hoàn thành rồi đấy. Sắp được cái xe để chơi rồi. Không biết hôm nay bạn nhỏ nào dỡ tung nghe những cái xe này ra và vứt ở ngoài vườn cho anh Nhạc về để anh gắn lại. Đây. Đó, em thấy không? Xong rồi nha, còn hai bánh nữa này. Đây, hai bánh này. Gắn vào đây. Gần được một cái xe đẹp rồi. Đây, rồi. Như vậy là chúng ta đã có một cái xe đẹp nhá. Em thấy không này? Xe rất đẹp này. Xoay này. Xoay này. Làm múc này. Đó, làm múc này. Làm múc này, em thấy không? Xoay, làm múc này. Đó, rồi. Bây giờ còn một cái nữa. Cái này. Đây, có cái bánh lu đây. Chắc xe này là xe lu. Rồi đây, xe này thì gắn thì đơn giản hơn, tại vì bánh có sẵn ở đây và cái cán lu ở đây rồi nhá. Thì chúng ta sẽ gắn lại, gắn bánh trước nhá. Đây, gắn bánh vào đây. Rồi, hai bánh này, hai bánh trước này. Đây, tiếp tục tới này. Rồi, đây, chúng ta đã có chi tiết bên dưới của xe lu rồi nhá. Tiếp theo sẽ tới phần thân. Phần này sẽ ở đâu đây? Đây, phần này sẽ ăn khớp vào đây nhá. Đó, em thấy ăn khớp vào chỗ này này. Nó phải khớp vào nhau. Rồi, cái này sẽ đẹp rồi. Đó, như vậy là chắc chắn rồi nha. Đó, em thấy không? Chắc chắn ngay. Rồi, cái phần này sẽ gắn vào đâu? Đây, gắn đây. Đây, đó, chúng ta sẽ có một cái xe lu. Đây. Như vậy là hôm nay thành quả của anh là được hai xe nhá. Một xe múc, một xe lu nhá, em thấy không này. Rất là đẹp luôn. Rồi, có xe đồ chơi để chơi rồi. Rồi, các em nhớ đăng ký kênh để xem những video hấp dẫn tiếp theo nhá. Cảm ơn các em nhá.